hello điện máy ngọc mai xin lại được chào toàn thể các bác Hôm nay thì bên em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình về rất chi là nhiều các mã sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Hôm nay thì hứa hẹn sẽ có nhiều những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích. Bên em sẽ sale giảm giá để hỗ trợ cho các bác nhà mình. Ship code trên mọi miền tổ quốc nha anh em nhé. Anh em nào mà đang cần có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua cái mã sản phẩm nào thì anh em có thể là alo liên hệ điện thoại trực tiếp tới bên em hai đầu số điện thoại này. Số thứ nhất là 0378487818 hoặc số thứ hai là 09 0989 Khi mà đặt hàng thì anh em có thể là nhấc máy lên Alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em Đấy rất là nhiều các mã dòng sản phẩm gọi là hàng ngon bổ rẻ Để phục vụ cho anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc Trước tiên này em sẽ đi chi tiết là lượt từng mã này Và em giới thiệu tới đâu em sẽ báo giá tới đó luôn nhé anh em mà đang cần quan tâm thì cũng rất mong là anh em sẽ theo dõi thật rõ cái clip này. Đấy, nhớ cho em tên sản phẩm cũng như là giá tiền để khi mà alo chốt đơn, anh em đục đọc đúng tên cái mã sản phẩm và giá tiền em báo trên này để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm. Trước tiên ngày hôm nay em sẽ sale cái lô máy bu lông của Hitachi. Đây là dòng bu lông Hitachi chạy động cơ từ không chổi than này anh em này. Đấy. Con này thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho anh em mình Bao gồm có một thân máy này, hai pin, một sạc Máy sẽ là chạy động cơ từ không chở than Và đầu bu lông sẽ là bu lông 1 phần 2, bu lông đầu rộng như này Đấy, pin của nó sẽ là sử dụng chân pin phổ thông Và theo máy là sẽ có hai quả pin luôn nha anh em nhé Con này hôm nay đang có cái mức theo là 699.000 đồng thôi ạ à. 699.000 đồng bên em sẽ hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc và tận cửa nhà cho anh em mình. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nên là anh em cứ yên tâm nhé. Đặc biệt là đặt hàng bên em thì anh em mình chưa cần phải cọc hay là chuyển khoản trước tiền trước như những nơi khác đâu. Đấy nhận hàng anh em kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã thì anh em mới nhận hàng thanh toán tiền. Nên anh em là cứ yên tâm nhé. Đến với trung tâm điện máy Ngọc Mai thì anh em đã tìm được một cái trung tâm điện máy cực kỳ là lớn mạnh có đầy đủ hết tất cả các mẫu sản phẩm để cho anh em mình có thể là thoải mái lựa chọn. Đấy anh em đặt cái con bu lông Hitachi này gọi cho em là bu lông của Hitachi. Đấy, giá cho anh em là 699.000 đồng thôi, bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, tiếp theo mà anh em cần một cái con máy khoan đầu kẹp 13 ly thì có thể tham khảo cho em cái dòng máy 13 ly này. Con này nó sẽ có 3 chức năng này, dòng Makita 13 ly anh em nhé. Đấy, con này là máy Makita đầu kẹp 13 ly, sử dụng động cơ từ không trổi than giúp cho em. Con này nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm đầy đủ một thân máy này, hai pin và một sạc như này cho em. Máy sẽ là máy 3 chức năng có búa khoan tường và đầu kim loại 13 ly. Máy thì sử dụng động cơ từ không chổi than nhá. Đấy, động cơ từ không chổi than và pin của nó sẽ là pin chân phổ thông kèm theo hai quả pin giúp cho em. Đấy, khoan pin Makita đầu kẹp 13 ly. Sale cho anh em mình với mức giá 949.000 đồng trên một bộ Được hỗ trợ miễn phí ship và một bộ sẽ có bao gồm đầy đủ cho em Một thân máy, hai quả pin và một cái sạc Có hợp đựng máy đi kèm nha anh em nhé Và tiếp đây sẽ là một cái thân máy bu lông Cái thân này anh em mình gọi cho em là thân bu lông xanh Đấy, thân bu lông này thì sẽ sử dụng động cơ từ không than đầu bu lông 1 phần 2 bu lông rỗng Và chân pin nó sẽ là chân pin phổ thông như này cho em Giá cho em sẽ là 330.000 máy bu lông xanh nha, anh em cứ gọi cho em là thân máy bu lông xanh Cái thân máy này thì chưa có bao gồm pin sạc Đấy giá thanh lý cho anh em chỉ có 330.000 thôi Được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc luôn anh em nhé Đấy tính ra cái giá của nó rất chi là rẻ 330.000 thì thật ra nó còn rẻ hơn cả một quả pin cái này nó có số lượng rất là ít cho nên là anh em nào chốt cái thân này thì nhanh tay cho em nhé. Đặt hàng sớm anh em sẽ mua được cái má này. Giá 330 000 thôi một cái thân máy bu lông chạy động cơ từ không chổi than, chân pin phổ thông này và lực siết là 330 Newton giúp cho em. Cứ gọi cho em đặt thân bu lông xanh cho em nhé. Giá 330 000 thôi, quá là rẻ luôn. Đó, anh em nào á cần những cái bơm đạp chân như thế này để mình có thể này bơm được ô tô bơm được xe máy xe đạp cho em đấy đây là cái dòng bơm đạp chân hai bít tông em sẽ có mẫu bơm một bít tông hoặc hai bít tông nhá bơm một bít tông là giá của nó có 200 trăm thôi còn bơm này là bơm hai bít tông hai bít tông thì sẽ là hai trăm rưỡi khi mà các bác lấy bơm 2 bít tông thì các bác sẽ bơm được cả ô tô Còn bơm 1 bít tông thì sẽ không bơm được ô tô Chỉ bơm xe máy xe đạp thôi anh em nhá Đó Và đây là cái bộ khẩu bắn bu lông 37 chi tiết cho em Cái bộ này giá cho bác là 650 000 Nó sẽ có này những cái khẩu 1 phần 2 từ khẩu 8 đến khẩu 32 và những cái cỏ lê như này. Một bộ cỏ lê từ 8 đến 19 như này cho em nhé. Giá cho em có 650 nghìn thôi Quá là rẻ luôn nha anh em ơi Cực kỳ là rẻ luôn Với cái mức giá này mà anh em mà không mua lưỡi Thì là hết thì tiếc lắm luôn ý Đấy bên này sẽ là cái bộ khẩu 30 Cái này 32 chi tiết này Đấy anh em mà lấy cái bộ khẩu 32 chi tiết thì nó sẽ ít món hơn một chút nhưng mà cái giá của nó thì rất là hợp lý nha anh em nhé giá cho em là 550.000 đấy nó sẽ có nguyên bộ như thế này luôn cho em 550.000 đấy anh em còn được hỗ trợ miễn phí ship luôn đấy cái khẩu của nó tất cả đều là khẩu 1/2 hết nhá tất cả là đều là khẩu 1/2 chất liệu của nó sáng bóng đẹp cực kỳ luôn cho em giá cho em là 550.000 nha anh em ơi 550.000 một cái bộ khẩu 1/2 như thế này cực kỳ là đẹp luôn nó có theo cả chồng mở tay cho nên là những cái bộ khẩu là anh em mình có thể lắp vào máy này hoặc là có thể là dùng để mở tay cũng đều rất chi nào ok luôn cho em và đây thì sẽ là một cái con máy bu lông có lực siết lớn máy bu lông của asake nhá đấy con này thì sẽ phù hợp với những anh em nào cần một con máy bu lông khỏe để mình có thể là bắn những cái ốc 20, 30 cho em. Máy sẽ là động cơ từ không than và đầu bu lông này sẽ là đầu bu lông 1 phần 2 bu lông đầu đặc. Pin của nó sẽ là kèm theo hai quả pin 15 cell chân pin ba cạnh cho em. Giá cho em là 2 triệu một bộ nhá, kèm theo có hai quả pin luôn cho em. Và bên này sẽ là một cái con máy khoan pin của Hukan. Đấy, cái con pin Hukan này thì nó sẽ có đầy đủ hết tất cả những cái phụ kiện cần thiết để anh em xài đấy hơn 20 món chi tiết như thế này mũi khoan mũi vít đầu khẩu lối giả dịch tác luôn cho em máy thì sẽ là máy ba chức năng có búa khoan tường này đấy sử dụng động cơ có than nha anh em nhé sử dụng động cơ có than và kèm theo là hai quả pin 5 xe như thế này cho em một xạ đi theo đấy máy ba chức năng và điều chỉnh được 25 cấp độ trượt giá cho em 611 bộ hàng Huka nó là hàng công ty chính hãng được sản xuất theo công nghệ của Mỹ cho nên là anh em mình dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em Tiếp theo ngày hôm nay sẽ là Những cái thân đèn thân quạt này Theo giá sập sàn cho anh em nhà mình Đấy anh em nào mà hay đi làm đồng làm đêm Ở những cái nơi thiếu ánh sáng Thì anh em có thể là quan tâm cho em một cái thân đèn như thế này Đây thân đèn sử dụng 16 cái bóng led siêu sáng và chân pin phổ thông cho em nhé anh em cứ lắp vào những cái quả pin mà chân pin phổ thông như thế này Chân pin hai cạnh khoảng cách nhau 4cm Đối với anh em nào mà đã có pin rồi thì mình mua thân đèn về mình sử dụng Anh em nào mà chưa có pin thì có thể tham khảo mua thêm một quả pin hoặc là hai quả pin nhé Em có lắp sẵn thân đèn vào một quả pin 10 cell đây công tắt tắt mở phía sau này anh em này Đấy bật lên Sử dụng 16 cái bóng led gọi là siêu sáng luôn nha anh em nhé cực kỳ là tiện luôn cái thân đèn anh em có thể để đứng như này cụp ra đằng sau như thế này hay là cụp về đằng trước cũng được luôn nha anh em nhé đấy rất chi là tiện luôn cho em đấy là đối với thân đèn còn anh em nào mà sợ nóng thì có thể là mua ngay cho em một cái thân quạt như thế này đấy tất cả thân đèn và thân quạt anh em mình đều sử dụng chân pin phổ thông hết luôn đây thân quạt này dân pin phổ thông này và cái quạt của em là cái loại lồng 20cm đường kính lồng 20cm nha anh em nhé em có lắp sẵn này một cái thân quạt vào cái quả pin 15 xe như thế này đây cái thân quạt này anh em có thể ngửa nó lên hoặc là à, cúp nó lên như này này đây có thể là cho nó đứng lên như này nha cho đứng lên như này hoặc cho nó ngửa ra phía sau đều được luôn công tắc tắt mở ở đây đấy anh em nhìn thấy có đẹp ok không ạ đấy bật công tắc này lên là quạt nó đã hoạt động rồi cực kỳ là mát luôn đó anh em mình có thể là mang đi chơi, đi du lịch, đi làm, đi bất kỳ nơi đâu Đấy rất chi là thuận tiện chỉ cần có một cái quả pin như thế này là anh em mình có thể là xài vô tư luôn nhá Đấy anh em nào mà chưa có pin có sạc nhớ tham khảo lấy cho em thêm pin 10 xe hoặc pin 15 xe và một cái sạc nữa thì là về anh em xài vô tư luôn cho em Đấy ngày hôm nay thì với một cái thân đèn như thế này em đăng xe cho anh em mình với mức giá 199.000 đồng thôi Em sẽ hỗ trợ bao ship nhá còn thân quạt sẽ là 249.000 đồng thôi là em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em Và anh em lưu ý cho em thân đèn thân quạt là chưa có theo pin và sạc Đặc biệt thân đèn bác nào có đơn hàng hai thân đèn em sẽ giảm giá cho các bác 50.000 đồng Đấy các bác lấy một thân đèn là 199 000 nhưng mà khi lấy hai thân đèn là chỉ còn có 350 000 thôi, còn một thân quạt thì 249 000 thôi, quá là rẻ luôn. Giá gọi là giá xe sập sàn luôn khẳng định trên thị trường các bác không có kiếm đâu ra được cái mức giá tốt như thế này đâu. Đấy và số lượng do nó còn ít nên là em mới thanh lý cái giá này cho nên là bác nào mà đang quan tâm thì nhanh tay nhá. Nhanh tay đặt hàng thì các bác sẽ có đơn này. Tiếp theo sẽ là một cái con máy mài điện sử dụng điện trực tiếp 220V đây cái con này thì nó sẽ sử dụng công tắc bóp này máy của Hukan đấy con này có điều tốc nhanh em nhé có điều chỉnh được 6 nút tốc độ luôn này điều chỉnh 6 nút tốc độ nhanh chậm cho em công tắc bóp và sử dụng uh, là chổi thai bên ngoài như thế này máy thì là máy một tốc nhá phụ kiện đi theo sẽ có máy này tay cầm tay mở ốp, bảo vệ Đấy, giá thanh lý cho anh em là 399.000 Đấy, một cái máy mài hàng ngon bổ rẻ hàng công ty hàng chính hãng mà có điều chỉnh tốc như thế này Với mức giá có 399.000 có quá là rẻ không các bác Đấy, số lượng nó không có nhiều cho nên là các bác nhanh tay đặt hàng nhá Nhanh tay thì các bác sẽ có đơn hàng này Còn đây là cái thân máy mài pin Thân máy mài pin của Hitachi đây anh em ơi Cái này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông và máy một tốc như thế này nhá Đấy, chạy động cơ từ không chổi than và điều chỉnh 3 nút chế độ cho em. Giá cho em sẽ là 420 000 một cái thân máy mài pin của Hitachi như thế này. 420 000 thôi em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho anh em nhà mình luôn. Đó, còn đây là một cái con máy mài chuôi dài. Anh em gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ nhá. Con này thì nó không có điều chỉnh tốc anh em ạ. Đấy, con này em sẽ uh, thanh lý cho anh em với mức giá chỉ có là 380.000 thôi có một máy tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ cho anh em và em sẽ tặng cho anh em mình một cái lưỡi cắt gạch đa lăng trị giá 50k như thế này nhá anh em mình gọi cho em là máy mài chơi dài màu đỏ nhá đấy máy một tốc này con này công suất 900w chổi than bên ngoài và công tắc bóp cò như này cho em sử dụng điện trực tiếp 220v giá cho em có 380.000 thôi quá là rẻ luôn đấy và anh em mình có thể là tham khảo thêm cho em này một cái con máy khoan pin Đấy con này nó sẽ có đầy đủ phụ kiện như thế này luôn anh em này Đó Con này gọi cho em là máy Makita B5 cell nhá Máy sẽ là máy 3 chức năng này Có búa này Điều chỉnh 25 cấp trượt con này đầu 10 ly nhá Đầu 10 ly tự siết cho em Pin của nó sẽ là theo hai pin 5 cell như thế này Máy chạy động cơ có than có sạc và phụ kiện hơn 20 món như này đi theo cho em Giá cho em là bao nhiêu ạ? 550 nghìn nha anh em nhé 550 nghìn một cái bộ này em miễn phí ship Đấy máy ba chức năng thì anh em có thể là sử dụng để bắn vít này Khoan và búa để khoan tường điều chỉnh được 25 cấp độ trượt Và có chỉnh nhanh chậm ở trên lưng máy như này cho em Đấy theo hai quả pin sử dụng rất chi là tiện này anh em này đó Và đây thì sẽ là một cái con máy mài khuôn Máy mài khuôn của bờ xa Cái con này cái đầu kẹp 6 ly nha anh em nhé Đầu kẹp 6 ly Đây Con này không có phụ kiện gì đi theo Chỉ có máy như này thôi Đấy, Có máy và tay mở mũi này Con này có công tắc ở đây và điều tốc nha Điều tốc 6 lút tốc độ cho em giá 400 nghìn Gọi cho em là máy mài khuôn nha anh em nhé Máy mài khuôn Giá có 400 nghìn thôi Máy phun sơn điện này công suất 550W cho em Giá cho em sẽ là 650 rưỡi Đấy, 600 rưỡi anh em được hỗ trợ miễn phí ship luôn Đấy, anh em nào mà cần mua những cái quả pin mà Pin 10 xe hay pin 15 xe anh tham khảo cho em này Pin của Macan, pin chính hãng Với quả pin 10 xe nó giá là có 320 thôi Còn pin 15 xe của nó thì sẽ là 400 nghìn nhá Là được bao ship Đấy, còn những cái sạc chân pin phổ thông như này Sạc đen này 100 rưỡi này Sạc vàng này là 200 này anh em này Đó, Máy cưa xích điện đây nhá Cưa xích điện kèm theo cả lam xích là giá là 999k này 999k này à, Bộ cưa xích điện này Máy hàn này Máy hàn Ken này Rất nhỏ gọn cái chiều này 20cm Chiều cao 15 và cái chiều này 10cm Đấy giá cho em 950.000 nhá, Có nguyên bộ nhá Đấy, riêng cái con máy hàn này thì anh em có thể là hàn que 2 ly rưỡi từ sáng đến tối Chấm tỉa que 3 ,2 ly 2 và được bảo hành trên toàn quốc là 1 năm Model của máy là ARC200F cho em Với mức giá 950.000 được bao ship Anh em có đầy đủ phụ kiện máy, dây hàn, tìm hàn và kẹp mắt đầy đủ luôn cho em Tiếp theo sang cái phía bên này em sẽ thanh lý cho các bác này hai cái bộ mẫu là Đây là dao kéo 6 món cho em các bác tham khảo cho em hai mẫu nhá. Cái mẫu này là mẫu màu đen. Bộ dao kéo màu đen giá 200 000 còn bộ màu trắng sẽ là 250 000 Tất cả đều là bộ dao kéo 6 món. Với cái màu đen này anh em sẽ có này, bốn chiếc dao, một chiếc kéo và một chiếc lạo dao củ quả như này cho em. Dao của nó sẽ là chất liệu thép đen nhá, sử dụng rất chi là sắc bén luôn cho em nhá. Đấy, rất chi là xịn sò luôn, tất cả đều là hàng Japan hết này anh em ơi. Cái này gọi cho em là bộ dao kéo đen. Còn bộ dao kéo trắng thì sẽ là 250 thì nó sẽ dao của nó sẽ to hơn một con dao uh, chặt này, dao thái này, dao gọt hoa quả này, rũa này, có cả kéo như này cho em nhá. Có cả kệ để dao này. Bộ dao kéo màu trắng như này sẽ là 250 000 nha anh em nhá. Chất liệu của nó sẽ là thép trắng cao cấp này. Sử dụng siêu bền, siêu sắc luôn cho em. Đó, khò ga mini đây, khò đơn này 120 000 thôi miễn phí ship cho anh em. Kèm theo thuốc hàn và que hàn có bình ga mini đi kèm đấy anh em về dùng để hàn ống đồng khỏi lông chó lông vịt cho em đều ok hết luôn nhé anh em nhé Bộ lấy ốc gãy 4 cái này Giá 125.000 thôi Anh em sử dụng để nhẻ ốc nhá Nhẻ ốc Những cái con ốc bị tết đầu gãy đầu anh em có thể là sử dụng để nhẻ lên Kính hàn điện tử đây 150.000 thôi Được bao ship và tận nơi luôn Kéo bonsai hoa anh đào đây anh em này 200.000 em miễn ship này Đẹp sắc lét từng chi tiết luôn cho em nhé Đấy hàng rất chi là xịn sò luôn đó, máy bào ken là anh em này Bào ken vỏ nhựa như này giá có 700 thôi Rẻ lắm anh em mua nhanh tay số lượng đang còn rất là ít Anh em nhanh tay gọi cho em là máy bào ken này Khoan pin của Hitachi Con này sử dụng đầu với 3 ly Đấy, máy ba chức năng này cho em Kèm theo hai pin 10 xeo giá cho em là 1 triệu 050 ngàn anh em nhé 1 triệu 050 ngàn một bộ có hai pin luôn cho em đó, đèn pin cầm tay siêu sáng, đèn pin màu đen này giá cho em là 200 à cái này giá cho em là 220 000 nhé nhá, 220 000 một đèn. Kèm theo là quả pin à, 3,7V. Đấy, một sạc như này đi theo này. Anh em nào mà cần cái con máy đục à, gọi là đục hàng ngon bổ rẻ. Đấy, anh em tham khảo xem cái con đục đất tông 17 ly này nhá. Đây là máy đục đất tông 17 ly này. Giá cho em 1.450.000đ có máy có 20 đục đi theo Đấy, đắt tông 17 ly nhá đèn pin cầm tay siêu sáng màu vàng này sẽ là 300.000 gọi cho em là đèn pin màu vàng siêu sáng siêu xa luôn cho em kèm theo có một đèn một pin và một sạc này cho em giá có 300.000 thôi quá là rẻ luôn anh em tham khảo thêm cho em cái dòng máy bê tông của Hukan Em đang có cái chương trình sale cho anh em mình là cái con máy Hukan HK90 này Giá 900. HK94 giá 950 và anh em được tặng theo cái kéo bonsai vàng như thế này nhá. Đó. Nào, với cái con HK90 máy của nó sẽ là máy 3 chức năng này có đảo chiều này. Tặng kèm anh em mình có tay cầm và hai mũi đục, ba mũi toan như này cho em nhá. Máy sẽ là máy đầu gài. Đấy. Công suất 1020W nguyên hộp như này giá có 900. Đấy, còn cái con HK94 này này. HK94 nó vẫn là đầu gài và vẫn có tay cầm này hai mũi đục ba mũi khoan đi kèm tuy nhiên cái con này cái công tắc đảo chiều nó ở đây này đảo chiều phần công tắc này lên là khi anh em làm một tay anh em vẫn có thể là uh, mình đảo chiều máy được nhá rất là tiện luôn máy vẫn là máy ba chức năng đấy và công suất của nó sẽ là một nghìn w giá cho em chín trăm một bộ thôi đấy giá gọi là siêu sốc siêu rẻ luôn Vulcan thì đó là hàng công ty hàng chính hãng rồi nên là anh em mình xài thì cứ cực kỳ là yên tâm về chất lượng luôn cho em nhá Gọi cho em là bê tông của Hukan mã HK90 hoặc HK94. Anh em sẽ được tặng cái carbon size vàng như này. Đấy và cái chương trình quà tặng là em sẽ tặng mỗi mã cho tầm độ 10 bác. Đấy nên là các bác nhanh tay nhá. Nhanh tay những bác nào đặt hàng trước thì là sẽ có quà, đặt hàng sau hết quà thì sẽ tiếp. Nên là các bác nhanh tay đặt hàng sớm cho em. Tiếp theo sẽ là trên này sẽ còn rất là nhiều các mã bu lông. Đấy à, như cái con bu lông của Hukan X4 Pro này, này. Giá có 1.050.000đ thôi. Máy là lực xếp 330 tô này chạy không than và đầu bu lông 1 phần 2 bu lông rộng như này Kèm theo hai quả pin 10 xe cho em nhé Kèm theo hai quả pin 10 xe và một sạc như này giá cho em 1 triệu 050 nghìn Đấy bên này thì nó còn có khá là nhiều các dòng máy bu lông này đấy, Máy đầu kẹp này của hãng Huka rất là nhiều máy hàn nhé Máy tia này Còn rất là nhiều mãi nha anh em nhé nhưng mà một cái đoạn clip ngắn thì chắc là em không thể nào mà chi tiết được hết những cái sản phẩm này được Xin hẹn gặp lại anh em mình trong một cái đoạn video sau Hứa hẹn sẽ có nhiều những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích hơn nữa em sẽ chi tiết tới các bác lần lượt nhé Bây giờ em xin được kết thúc video Các bác hãy nhanh tay đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái clip tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ